Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến có buổi tiếp bà Emmanuel Pavillon Grosse, Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chào mừng đoàn đến với thành phố Đà Nẵng và giới thiệu một số nét lớn về kinh tế, xã hội của thành phố trong 9 tháng đầu năm, nhấn mạnh đến quan hệ hợp tác giữa hai bên, nhất là trên lĩnh vực giáo dục. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, thành phố vẫn đang duy trì, phát triển hoạt động giảng dạy tiếng Pháp tại một số trường phổ thông và đại học trên địa bàn. Đồng thời hy vọng trong thời gian tới, ngoài giáo dục, hai bên sẽ tăng cường hợp tác nhiều hơn trên các lĩnh vực văn hóa xã hội khác. Cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Bà Emmanuel Pavillon Grosse, Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp trước sự phát triển của thành phố thời gian qua, phân tích một số khó khăn trong việc dạy học tiếng Pháp thời gian qua tại các trường học tại Đà Nẵng. Bà Tổng lãnh sự Pháp hy vọng hai bên sẽ cùng bàn bạc để có những giải pháp thu hút nhiều học sinh, sinh viên theo học hơn. Trong khuôn khổ chuyến làm việc lần này, đoàn cũng sẽ đến thăm một số cơ sở giáo dục có giảng dạy tiếng Pháp trên địa bàn thành phố.